trở về làng quê bao tháng năm xa xôi cách biệt, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê tháng năm ngóng chờ mong người con. Đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa, ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về. Nhớ hoài năm nào mẹ giáng nắng dài nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm tình quê. À ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con hỡi, con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ nay mẹ ơi, biết tìm mẹ ở đâu? Hỏi từng bờ đê gió hiu hiu, mẹ tôi đâu rồi? Mái tranh im lìm nhìn hàng cây ngỡ ngàng buồn hiu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Bóng mẹ vào ra lối ngõ quen, tóc xưa dần xóa tóc màu đen. Nhớ con xa khuya nối nhìn khuya một ngọn đèn. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về. Nhớ hoài năm nào mẹ giáng nắng dài nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm tình quê. Bây giờ sau bốn mấy năm rồi đó, bác về ở với chị với anh cũng như mấy đứa cháu, thì hôm nay nhân trong cái tiết thanh minh của năm 2020 nè, năm Canh Tý đó, anh quyết định đưa hài cốt của bác ra làm gần chị để chị chăm sóc bác cho tiện hơn, để trả cái ơn đạo làm con của chị ngay chị Năm. Năm ơn đi Năm. Năm ơn đi. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đau mai kia chết rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao. Này nhà lớn lầu vàng son
lợi danh chức quyền cao sang có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lời đầu môi, cũng thế mà thôi, xem bất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng tay đen. Nào người sang giàu, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi xin nhớ cát bụi là ta mai này trong. Thành người hỡi
chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhờ. Thành thân ta ơn cứu mang tiếng khóc đầu môi, mang thân trai chưa đền sông núi, nay đã vội xa cách bùi ngùi. Suốt một đời tạo tần gian nan, lo cho con quên tháng ngày trôi, sao không cho gia tài gian dối, để bây giờ không được ăn năn. Ôi hạnh phúc nửa đời, tình duyên con xa vời vời. Ở đây quê hương của người, mùa đông rét mướt buồn thì bao quanh. Ôi thịt xương còn lại, mẹ ơi con một ngày nằm yên trên cánh tay mẹ, cho con đi vào trong giấc ngủ thiên thu. Cát bụi này mẹ vừa yên thân, sau bao năm nước mắt chảy xuôi, con ra đi trong giờ hấp hối, để muôn đời thành kẻ vong ân. Thank you.
non xa vời vời. Ở đây quê hương của người, mùa đông rét mướt buồn thì bao quanh. Ôi thì sương còn lại, mẹ ơi con mơ một ngày nằm yên trên cánh tay mẹ, cho con đi vào trong giấc ngủ thiên thu. Cát bụi này mẹ vừa yên thân, sau bao năm nước mắt chảy xuôi, con ra đi trong giờ hấp hối để muôn đời thành kẻ vong ân. Oh.
vòng phố. Chiều 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 trong về biển khu, lòng căm hận oán quân thù. Con nhà mình về nha, tỉnh bác về nhà bình yên. Và đó giờ cái nhục thân của bác đã ở tại nhà anh Vĩnh Thông. Bây giờ bác cũng còn cái hồn cái quê thái về đây là công tác có tại gần vài năm rồi đó, năm rút cái nhang lớn năm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đen trời. Cầu cho cha mẹ sống đời với con cha con mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn xoay còn nối, cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi. Mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai ra nhà đi ra đi ra ra.
Thank you.
Rồi, cắm mình được rồi. Trái lại. Rồi, tạm đi, để chúng con sửa cho, được rồi. Cây đâu rồi? Hai thằng cây ở đây. Cháu nội luôn, hai cháu nội á. Anh để xuống, anh để xuống. Rồi anh dưới dưới đầu thằng con trai trưởng trước đi. Dưới, dưới hai ba lần. Những cái may mắn đưa vào cho cậu hai xui xẻo đi hết nha. Hôm nay là ngày lễ giáp năm của mẹ con đó, ba con xin phép rồi để xả tay cho các con làm chảy, rồi vừa chảy chảy hai ba cái xuống, chảy lên đó đấy, tóc nó chảy lên làm thiệt luôn chứ bổ gì, được chưa? Lựa hai cộng luôn rồi cắt hết chùm á. Đứa nào con gái nào lại phụ ba tay bay ổng không biết rồi, để xuống dĩa đi. Rồi mình cỡ đồ tan đó đi. Chưa, mày chưa. Mày đứng lên mà cỡ đi. Mày hai đứng lên cỡ ra. Đứng lên cỡ ra đi, đứng lên cỡ ra. Nó không muốn nghe chứ, sao nó không nghe. Cởi đại đi, lẹ lẹ đi, nhiều người khác nữa. Để mày đóng phim, có 10 người nói chi. Ôm bộ đầu lên, dưới cái khăn tang đó. Để cái đất á, cuốn tròn rồi để đất. Xá ba mày ba xá đi. Cảm ơn ba đó nghe không má. Giải phóng mèo đó.
Rồi chưa? Khác đi. Thứ hai này vô. Thôi mày ra cho khác Tứ ơi. Mày đóng cuộc lâu quá vậy. Vô đi con. Mày đứng dậy mày lột đi. Tám tám lột phụ nó tám. À, thôi cứ đóng chung. Đứng dậy đi cái đó, tính cho khác cho ta làm. Vô đi. Đức thực là cháu đức tôn của chị đó. Được thở chị cực khổ với mấy cháu lắm nha. Bây giờ tụi nó đã trưởng thành hết rồi. Chải tóc trước. Những cái xui xẻo đi hết, may mắn đưa vào cho con. Làm ăn thuận lợi. Một ngày bán chừng chục cái điện thoại đủ xài không? Một ngày bán 10 điện thoại, một cái điện thoại là 2 triệu thôi. Bán kiếm 20 triệu à. Rồi, lấy bao lì xì nữa đó anh Năm. Lấy bao lì xì. Ai kiếm quên mẹ rồi. Một cái thôi. Rồi, lấy cái lá lụ nữa. Dắt lỗ tay mặt cho nó. Yeah. May mắn nhau. Đó. Rồi, xì xì. Cảm ơn nội. Rồi tối nó nhậu tiếp, tiếp tục vô. Cái đó bà nội mày tặng tỷ mấy không đó. Bà nội mày tặng đó, cho tụi bay một đứa tỷ mấy hùng nha cất biệt thự đó. Còn đây là hoàng tử không sinh, chắc nó là con nuôi của chị đó. Nghe không? Thôi, cả một năm nay chịu đựng bước bao nhiêu gian khó phải không? Năm nay là ăn được không con? Năm nay là ăn được không? Được sao rủ tao đi nhậu? Lì xì. Lá lụ. Cái lá lụ dắt lỗ tay cho nó. Rồi mày vô đây trường. Đây cháu đứa tôn rồi, phó đứa tôn rồi. Rồi chắc nó rửa tóc đi. Nói gì á, rồi bao lì xì cho lá lụ đây Năm. Lá lụ, cái lá lụ. Rồi tiếp tục đâu rồi? Vô kìa. Có đâu? Có gái đây. Gái gì kìa. Đây là con dâu là con của mình nha. Nó có cái bổn phận là về ở với con trai anh đó, sinh con đẻ cháu mang cái dòng họ bảo nè, nha. Rồi, xấu xa đi hết nhau, vợ chồng thương yêu nhau, nhường nhịn lẫn nhau để sống với ai, thương yêu nhường nhịn để sống nha. Rồi bao lá lụ lì xì, lá lụ dắt lỗ tay nó. Hai ơi, cái này tẩy quế đó con, hên lắm à. Tiếp tục đi nữa nơi nào, vô kia. Đây là dâu vợ thằng Tứ, nghe không? Cắt lại giùm đi, nhỏ này xin mà. Bên này năm. Bao lì xì chưa? Từ nay kiếm tỷ mấy về xài đó. Vô
này, tôn nữ Kim Châu, con gái thứ 9 của chị đó, chị Năm. Ngày ba nó đang làm lễ sao tan cắt cái xíu tóc cho. Cái tóc này thế cho cái mạng con đó xui đi hết rồi nghe không? Là việc nhà nước thì mau thăng quan tiến chức nha. Một năm lên hai cấp nha. Đụng là không là gì vườn. Rồi cái bao lì xì luôn. Rồi cảm ơn bố được không? Rồi áo hết ha. Đây toàn là vàng ngọc châu báu nè. Đây tôn nữ Kim Cương à, con gái thứ 8 của chị đó. Cắt dài sợi có gì nữa gì đâu. Rồi lấy cái lì xì lá lụ đi. Lá lụ dắt con tay bên này nè Kim Cương. Xin mặt con đó, xin mặt cái ông. Rồi đó đó. Rồi dắt đi lá lụ đi. Cái nào cũng được mà nhiều lắm mà. Rồi chúc bình yên, buôn bán may mắn nha. Còn đây là con gái đầu lòng của chị nè. Bao nhiêu vật đổi sao dời nó ôm hết á. Tôn nữ Kim Chi Chi. Rồi mở khăn ra đi. Mở khăn ra đi. Rồi đưa bao lì xì cho nó anh em. Tôi rất là bỏ thôi nha, không có lụm lại chi nha. Rồi cảm ơn phía đi. Rồi xong, cởi đồ đi. Nhẹ đó. Vô đây luôn. Mày đứng lên đây, cởi cái hồi má mà. Chế rồi. Còn đây là bác hồ mã. Rồi. Kim Cương hộp sàng đó. Mười vô đây mười. Cắt lại chùm đi, tóc này dài lắm nè. Mấy thằng trai mấy cái này là bao lì xì nè. Rồi. Rồi tiếp tục đi. Kế tiếp là con gái út của chị đó, chị Năm. Gái út tôn nữ Kim Cang. Hôm nay những cái gì tốt đẹp nhất về với gia đình của con. Chúc cho may mắn đó nha. Chúc cho may mắn. Làm ăn lúc nào cũng thuận lợi. Làm quan thì lên một năm ba cấp. Rồi đây. Còn đây trưởng nam của gái út của chị đó. Rồi chúc may mắn nha, làm ăn phát tài nha.
tháng 9 nè. Rồi, cảm ơn kia đi. Bao lì xì chưa? Chưa. Rồi, tới rễ Út vô đi. Đây là rễ Út của chị Năm, hiểu quá. Lá lựu lì xì. Lá lựu Năm ơi, lá lựu chưa? Lá lựu. Để cho nó sạch sẽ đó. Rồi tới gái vô con. Rồi cho nó hai bao lì xì đi thế đó. Hai bao lì xì. Cho nó lượn dắt vô con nó luôn. Rồi bước vô đi. Đây là hoàng tử kim cương đó, thấy không? Này là hậu xoàng á. Rồi, thử lá lũ với lì xì. Anh hai nãy giờ chưa có lì xì, đang đứng chờ. Rồi, đưa cho hai cái. Tứ nữa. Rồi, cởi tăng con, cởi tăng đi. Đây con nuôi cái gì đó. Rưới xong rồi anh mới thấy được chải tóc đi. Rưới chưa? Này tóc còn cắt nữa. Có nhiêu xài nhiêu đi. Rồi. Chờ lấy lì xì. Thank you.
Bỏ cái mâm luôn, bỏ cái mâm luôn. Bỏ mâm luôn đi. Rồi xì cho nó cái. Rồi có đứa gái đi. Cảm ơn em tụi con. Rồi. Vô, để liền sắp có thấy mặt đâu rồi. Dạ, ông Tư cứ tiếp tục thôi, ông Tư cứ ngưng. Không làm cái đó, không làm gì. Bên cầu 34 tới. Vô.